Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm khách cả nam cả nữ phấn khích nhảy nhót trong đám cưới. Điều đáng nói là họ đứng cả vào dũng lầy để nô đồ, dậm chân theo tiếng nhạc sập sình. Có lẽ đám cưới này được tổ chức vào một ngày mưa gió và rạp cưới cũng bị giấy bẩn theo. Tuy vậy, tinh thần của nhóm khách này không hề giảm nhiệt. Dũng nước nhảy nhót thậm chí còn khiến họ hưng phấn hơn. Đôi lúc, họ còn cố tình ngắn chân để người bên cạnh ngã xuống dũng lầy. Đám cưới lầy lội nhất năm, khách khứa phấn khích nhảy nhót tưng bừng giữa dũng lầy. Cảnh tượng khiến phần lớn người xem ngạc nhiên. Một số ý kiến cho rằng đám cưới thì phải vui hết mình trong khi nhiều người chê trách nhóm nam nữ đang vui đùa quá đà. Miễn thấy vui là được, ai nói gì không quan trọng. Mấy khi có dịp tụ họp trong đám cưới vui vẻ thế này. Ngày vui, chẳng nên sân si mấy chuyện nhỏ, thành viên Nguyên Quang nhận xét. Bẩn thế kia mà cũng nhảy được, trông rất kém duyên. Có lẽ họ nên biết giữ thể diện cho cô dâu, chú rể một chút. Chưa kể một số trò đùa quá trớn dễ gây nguy hiểm khó lường, một dân mạng khác nhận xét.